Xin thân ái chào các bạn. Trên cái đoạn đường từ cái cầu vượt Bà Di vừa xuống là đi lên đoạn khoảng 100 mét là tới cái cây xăng dầu số 12. Còn đây là đường đi Tây Sơn, đi Nhân Hòa, đi Nhân Lộc các bạn, quốc lộ 19. Thì đối diện cây xăng này thì mình thấy một cái nhà thờ, gọi là nhà thờ Huỳnh Kim các bạn. Bây giờ buổi trưa rồi bạn, nhưng mà mình đi vào quay số hình ảnh nhà thờ Huỳnh Kim các bạn tham quan. Sẵn mình cũng vào tham quan luôn bạn, hồi giờ mình chưa biết nhà thờ đây. Ở trước nhà thờ thì có một cái sân khá rộng. Mình theo biết thì cái khu vực đây có một cái nghĩa trang, nghĩa địa mà. Khu mồ mả gì lớn lắm mà không biết nằm ở đâu thì mình cũng chưa để ý mà. Đây là nhà thờ Huỳnh Kim. Buổi trưa vắng, người ta nghỉ trưa, bỏ xe ngoài đây rồi mình đi dòng vô đâu thì đây nhìn lại ra phía trước rồi. Đường quốc lộ 19, sân trước đây tráng giữa cũng khá rộng. Ồ, bà đã thấy cũng rộng rồi, khá rộng rồi. Ở ngoài mình nhìn rồi mình tưởng nó nhỏ. Nhìn bên đây bạn, mình trong cái sân này khá rộng mà. Nhà thờ thì nhỏ thôi, nhưng mà sân khá rộng. Nó nằm sát với chân núi mà. Bên đây là hang đá Đức Mẹ với thiên thần. Còn bên đây tượng Đức Chúa hay thánh gì mình xa quá mình nhìn không rõ. Thường thường một bên Đức Mẹ bên Đức Chúa mà. Có chó. Thôi ồn quá, mình đi ra. Ồn quá bạn. Ồn ào là chỗ người ta nghỉ trưa. Thì mình đi ra phía sau rồi thôi. Sau đây là khu mộ. Mộ có hai cái mộ lớn. Trưa chắc mấy chàng nghỉ. Ồ, sau này rộng quá ơi. Sau sân rộng lắm. Một sân rộng. Cái xe mình để trước mình không sợ đồ đạc để tùm lum nữa. Để từ từ. Chắc cũng ai ra không sao, vắng rồi, không thấy ai mà vắng quá. Mình đi lên có một đoạn Phêrô, ông Phêrô bà Anna, ông bà đây là dân cúng đất để xây dựng nhà thờ Huỳnh Kim, tức là cái người có công lớn trong việc xây dựng nhà thờ đây, người ta hiến cái đất này. Đất sát chân núi luôn rồi. Đây, người ta đổ bê tông xi măng, tráng xi măng, đổ bê tông. Khu đây không, cái chỗ mấy người ta gửi không biết có trò cốt không thì mình không rõ đó. Thấy mấy cái học đây người mất hình như có cha đứng ở đây.
Chắc nghe chó sủa chà ra coi thử có ai. Cái khu trên này nó hơi cao ấy bạn, do nó sát vô chân núi. Nhà thờ này xây dựng chắc cũng cũng khá lâu bạn, thấy hơi hơi cũ cũ. Còn phía bên dãy đây thì có vẻ mới này. Mới nhưng mà cũng không mới lắm ạ, cũng vừa vừa. Chắc chắc cha không rõ. Nhà thờ khóa cửa. À, chào cha. Đi buổi trưa thành ra nó hơi ồn, mấy chó nó sủa. Vô tham quan cái nhà thờ chút. À. Rồi trà trà con về. Dạ con xíu. Trà trà con về. Ờ con dưới Quy Nhơn. Đi lên đây thấy nhà thờ thành ra vào thăm. Rồi xin phép cha. Đây bạn. Cái tháp chuông thì cũng thấp thôi. Ồ, chỗ đây xe tải nào lại vào trong một sân nhà thờ đây. Thôi mình xin dừng video đây nha bạn. Đây là nhà thờ Huỳnh Kim. Khu vực đây có lẽ là Nhân Hòa mà. Mình ở Nhân Hòa chạy xuống còn tới cầu Bà Di. Mình không biết là nó còn Nhân Hòa không ạ. Chắc là Nhân Hòa. Xin chào các bạn.